Chào mừng em quay trở lại với channel Thành Đô Vlog Thì trong video hôm nay Chúng ta tiếp tục giải các bài tập Trong sách giáo khoa của môn toán lớp 3 Mời các em ở sách giáo khoa Của môn toán lớp 3 trang 179 Bài luyện tập trung Đầu tiên các em làm bài tập số 1 Câu A viết số liền trước của 92.458 Viết số liền sau của 69.509 Thì các em biết Số liền trước của một số Là số kém số đó một đơn vị còn số liền sau của một số là số hơn số đó một đơn vị. Như vậy, muốn tìm số liền trước của số 92.458, thì các em chỉ việc lấy 92.458 các em trừ đi một đơn vị, thì các em sẽ được kết quả bằng 92.457. Muốn tìm số liền sau của số 69.509, thì các em sẽ lấy số này cộng thêm một đơn vị, thì sẽ bằng 69.510. Tiếp theo các em sang câu B viết các số 83507, 69.134, 78.507, 69.314 theo thứ tự từ bé đến lớn Tức là các em viết theo thứ tự tăng dần Ở đây chúng ta có các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là Muốn viết được các số này theo thứ tự từ bé đến lớn thì các em cần phải so sánh được các số này với nhau Ở đây các em nhận thấy bốn số này đều là các số có 5 chữ số. Như vậy khi so sánh các số có số chữ số bằng nhau thì các em chỉ việc so sánh lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của các số theo thứ tự từ bên trái sang bên phải. Thì đây theo thứ tự từ bên trái sang bên phải chúng ta có hai chữ số đầu tiên của bốn số này lần lượt là 83, 69, 78 và 69. Thì trong đó 69 bé hơn 78, 78 bé hơn 83, như vậy 69 là bé nhất. Nhưng ở đây có hai số, có hai chữ số đầu tiên là 69. Do đó các em cần phải so sánh hai số này bằng cách so sánh tiếp chữ số thứ ba của hai số này. So sánh tiếp chữ số thứ ba thì chúng ta có 1 bé hơn 3. Tức là 691 bé hơn 693. Do đó 691 là bé nhất. Tức là 69.134 là bé nhất sau đó đến 69.314. Lớn hơn là số có hai chữ số, đầu tiên là 78, tức là 78.507 và lớn nhất là 83, 83.507. Tiếp tục em sang bài tập số 2, đặt tính rồi tính. Câu A 86.127 cộng với 4.258 bằng bao nhiêu? Ở đây các em lưu ý là đặt tính sao cho đúng. Tức là các em đặt sao cho các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng phải thẳng cột với nhau. Sau khi đặt tính đúng, các em sẽ tiến hành thực hiện phép tính bằng cách cộng lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của hai số hạng theo thứ tự từ bên phải sang bên trái. Bắt đầu các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị là 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 nhớ 1. Tiếp theo là 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8, 8. 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 8 thêm 1 bằng 9, viết 9. Như vậy kết quả bằng 90.385. Tiếp tục là 65.493, trừ đi 2.486 bằng bao nhiêu? Các em nhớ đặt tính sao cho đúng. Bây giờ các em thực hiện phép trừ bằng cách trừ lần lượt các chữ số trong cùng một hàng của số bị trừ và số trừ theo thứ tự từ bên phải sang bên trái Bắt đầu các em trừ các chữ số thuộc hàng đơn vị. Ở hàng đơn vị 3 không trừ được 6, các em lấy 13 trừ 6, bằng 7, viết 7 như 1, sau đó lấy 8 cộng 1 bằng 9, và lấy 9 trừ 9 bằng 0. Tiếp theo là 4 trừ 4 bằng 0, 5 trừ 2 bằng 3, 6 các em hạ xuống. Như vậy kết quả bằng 63.007. Tiếp theo các em thực hiện phép tính là 4.216 với 5. Đầu tiên các em 5 x 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 x 1 bằng 5, thêm 3 bằng 8, viết 8. 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Và 5 x 4 bằng 20, thêm 1 là 21, viết 21. Như vậy kết quả bằng 21.080. Tiếp theo là 4.035, chia cho 8. Ở đây đối với số bị chia các em chọn số lớn hơn 8 để các em chia. 4 bé hơn 8 như vậy lấy 40 chia 8 bằng 5. Sau đó lấy 5 x 8 bằng 40 và lấy 40 trừ đi 40 bằng 0. Các em hạ 3 xuống. 3 bé hơn 8 cho nên 3 chia 8 bằng 0. Sau đó lấy 0 x 8 bằng 0 và lấy 3 trừ 0 bằng 3. Tiếp theo các em hạ 5 xuống, cạnh 3 được 35. Lấy 3 5 chia 8. Các em nhẩm. 8 x 4 bằng 32. 8 x 5 bằng 40. 40 lớn hơn 35. Như vậy các em chỉ lấy Kết quả ở đây là 4, tức là 35 chia 8 các em chỉ có thể lấy số lớn nhất là 4. 4 x 8 bằng 32, và ở đây là 35. Sau đó các em lấy 4 x 8 bằng 32 và lấy 35 trừ đi 32 bằng 3. Như vậy, 4035 chia 8 bằng 504 và dư 3. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Trong một năm những tháng nào có 31 ngày? Thì ở đây các em chỉ việc ôn lại kiến thức mà các em đã học. Trong một năm những tháng có 31 ngày là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12. Tiếp theo các em sang bài tập số 4 tìm x. Câu A là x nhân 2 bằng 9.328. Như vậy x bằng bao nhiêu? X ở đây đóng vai trò là thừa số chưa biết của một tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, các em lấy tích chia cho thừa số đã biết. Cái này các em cần phải học thuộc bởi vì nó rất có ích cho các bài toán liên quan đến tìm x như thế này. X là thừa số chưa biết như vậy x sẽ bằng tích là 9328 chia cho thừa số đã biết tức là chia cho 2. Ở đây thầy giáo không nhắc lại cách chia bởi vì cách chia các em đã học ở các bài trước. Các em lấy giấy nháp ra và thực hiện phép chia. Sau khi thực hiện phép tính các em sẽ so sánh với kết quả xem có giống của thầy giáo không. Lấy x bằng 4.664 Tiếp theo các em sang câu B là x chia 2 bằng 436 X ở đây đóng vai trò là số bị chia Muốn tìm số bị chia các em lấy thương nhân với số chia Tức là x bằng thương là 436 Nhân với số chia là 2 Và đây thầy giáo cũng không nhắc lại cách nhân như thế nào Các em có thể xem lại cách nhân ở các bài trước Các em lấy giấy nháp ra và thực hiện phép tính Sau đó so sánh với kết quả của thầy giáo Ở đây thầy giáo có kết quả là x bằng 872. Tiếp theo các em sang bài tập số 5. Bài tập số 5 có nội dung như sau: Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9 cm. Ghép hai tấm bìa này lại thành một hình chữ nhật, các em xem hình vẽ. Bài toán yêu cầu các em tính diện tích của hình chữ nhật đó bằng các cách khác nhau. Các em quan sát hình vẽ. Hai tấm bìa hình vuông, cạnh đều bằng 9 cm. Các em ghép lại được một hình chữ nhật Thì để tính diện tích của hình chữ nhật này Các em tính theo cách thứ nhất Là đầu tiên các em tính diện tích của một hình vuông Sau đó các em lấy diện tích đó các em nhân với 2 Bởi vì hình chữ nhật được ghép bởi hai tấm bìa hình vuông Mỗi tấm bìa có cạnh đều bằng 9cm Ở đây là cách 1 là diện tích của tấm bìa hình vuông là diện tích của một tấm bìa hình vuông là hình vuông này có cạnh là 9 cm. Như vậy muốn tính diện tích của hình vuông, các em lấy số đo của một cạnh, các em nhân với chính nó, tức là 9 x 9 bằng 81 cm vuông. Diện tích của một tấm bìa là 81 cm vuông. Như vậy diện tích của hình chữ nhật chính là diện tích của hai tấm bìa. Thì các em lấy 81 nhân với 2 bằng 162 cm vuông. Và ở đây các em có đáp số là 162 cm vuông. Tiếp theo các em sang cách 2, Cách hai là các em tính trực tiếp luôn diện tích của hình chữ nhật. Diện tích của hình chữ nhật được tính bằng chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Chiều dài chưa biết chiều rộng bằng 9 cm. Như vậy muốn tính chiều dài, các em lấy 9 cm, các em cộng tiếp với 9 cm hoặc lấy 9 cm nhân với 2. Chiều dài của hình chữ nhật là 9 cộng 9 hoặc là 9 nhân với 2 bằng 18 cm. Do đó diện tích của hình chữ nhật là các em lấy chiều dài là 18 nhân với chiều rộng là 9 bằng 162 cm2. Và ở đây các em cũng có đáp số là 162 cm2. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Video này cũng là video kết thúc chương trình học toán lớp 3. Thì một lần nữa cảm ơn các em đã ủng hộ kênh Thành đô Vlog. Rất mong các em tiếp tục ủng hộ channel Thành đô Vlog trong chương trình toán lớp 4 của năm sau. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình vi chuông để nhận các video mới nhất từ channel Thành Đô Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.